Thưa quý vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đã xây dựng các kịch bản để tái hoạt động cảng cá Thọ Quang. Theo đó, thì cảng cá chợ đầu mối hải sản Thọ Quang sẽ được vận hành giai đoạn 1 sau 7 ngày trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Không có ca dương tính liên quan đến cảng cá, chỉ mở phiên sáng từ 6 giờ đến 11 giờ hàng ngày, thay cho hai phiên trước đây và tối đa 30% số lượng người họp chợ bình thường, 1.000 đến 1.200 người. Giai đoạn 2 được áp dụng sau 21 ngày không có ca dương tính COVID-19 liên quan đến cảng cá, tăng tiểu thương lên 70%.